Xin chào anh em, đây chắc là cái video mà rất là nhiều anh em mong chờ, một cái video thanh lý. Và hôm nay thì vẫn như thường lệ ở thanh lý đến cho anh em những cái mẫu rất là đẹp. Ở đây có 3 mẫu của Welly và một mẫu của XNG. Mẫu của XNG này phải nói là một cái em siêu phẩm. Mặc dù vậy thì đáng tiếc một chút là con chiếc này thì nó hơi bị lỗi một chút. Còn lại của Welly thì anh em quá quen thuộc với hàng Welly rồi, khá là thiếu ổn định. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em một con 91 này, một con AMG GTR này, một con Aventador. Aventador là một những cái mẫu xe mà chắc là hiện tại khả năng em sẽ ngừng bán mẫu này luôn anh chị em ạ. Nổi bật rất là nhiều. Và một con Cunninan của XNG rất là hot 120 nhá. Rồi anh em cùng xem chi tiết thì em sẽ báo lỗi cho anh em và báo giá cho anh em luôn. Nếu anh em thấy ưng thì có thể liên hệ số online 0972691245 nhé, hoặc là có thể comment để lại thông tin ở phía dưới phần chat ấy, bên em sẽ liên hệ và lên đơn cho anh chị. Nếu anh chị nào mà hay mua những cái loại này thì hãy để lại một nút ấn vào nút chuông nhé, để lại một follow để bên em khi mà lên video thanh lý sẽ anh chị sẽ nhận được cái thông báo để vào sớm nhất là xem sớm để chọn cho mình những cái mẫu ưng ý nhất nhé. Tại vì những video thanh lý này thì tất cả các sản phẩm thì bên em thanh lý giá tốt cho anh chị em luôn, nên là sẽ hết rất là nhanh. Rồi và mẫu đầu tiên luôn nhé. Đầu tiên là con em sẽ đi từ trái qua phải. Con Porsche 911. Con này là 911 4S anh chị em nhé. Bản này là bản 124 của Welly, tất nhiên là sẽ có bản quyền rồi. Thì mẫu này sẽ mở được hai cửa này và mở được nắp capo. Đó, màu trắng khá là đẹp. Chiếc này thì bị một vài cái lỗi vặt, mặc dù là nó nhỏ thôi nhưng mà lại khá là nặng. Đây ví dụ như đây một cái lỗi này. Đấy, một cái chấm này là chấm mất sơn anh em nhé. Đó, một chấm mất sơn thì phải đó. Rất là khó hiểu. Đây là một cái vết bẩn này ở bên chỗ này. Đây vết bẩn nhá. Vết này thì chắc là sẽ lau được. Đó. Để em xem tìm đây này, chỗ này thì cũng không biết là bẩn hay gì, nhưng mà đây chỗ này một ít chấm chấm sơn nhỏ này. Đấy ạ, phần này này. Đây chỗ này nữa, chỗ ngón tay em chỉ này. Đó anh em phải nhìn kỹ vào nhá. Em sẽ quay một vòng, có lỗi gì em sẽ sâu hết cho anh chị em. Nếu mà ưng thì anh chị em đặt hàng giúp em nhé. Trên cái phần nốp bánh trước này cũng có một cái chấm giống cái phần bên cửa bên phụ. Đó, rồi là cái này nữa. Đây, phần nắp capo này thì cũng bị đấy anh em nhìn thấy góc này, đây này tay em chỉ này, bị rộp một chút này. Đó, bị rộp đấy, rộp nhẹ nhẹ. Cái thì không quá ảnh hưởng đến cảm quan trưng bày lắm, nhưng để xa thì chắc chắn là không thể nhìn thấy được, anh em phải để gần lại thì mới nhìn thấy được. Và tất cả đều là hàng mới full book anh chị em nhá. Rồi chiếc đầu tiên của Welly, chiếc này thì đánh lái hơi cứng một chút này. Bánh xe thế, đây nó không phải là lỗi đâu, nó chỉ gọi là không được. Không, chứ là bánh nó cũng trơn đấy chứ. Sao vừa nãy em lại quay nó lại ấy nhỉ? Vẫn là bánh bình thường, nhưng mà cái đánh lái này thì hơi ấy một chút này. Chiếc này sẽ thanh lý đến cho anh chị em 200.000 thôi nhá. 200.000 một chiếc em hàng mới, nhưng bị loại ra. Bình thường là bán 400-420 đấy ạ. Tiếp theo là chiếc AMG. Đây, một cái nỗi ngớ ngẩn không anh em. Welly này. Mỗi nỗi này thôi, còn lại thì rất là ok. Đó, bị chấm sơn này. Anh em có thể khắc phục được, hoặc là về để trưng thì cũng đặt hàng về nhá. Mẫu này thì em cũng thanh lý cho anh chị em 200 luôn. Đó, thanh lý để giao lưu, lấy tương tác với anh em thôi. Đó, đó, chiếc này thì mở được hai cửa anh em nhé. Mỗi nỗi thế thôi, vẫn còn mở, vẫn hàng thì vẫn là full bốc. Bên em chiếc này thì còn bên em chỉ còn bóc ra để sau thôi, chứ còn cũng chưa mở. Trước đó thì cũng chưa mở ra, tại vì cái nỗi này nhìn thấy luôn mà. Bên em loại ra luôn rồi. Đó, đây quay vào nhá, rất là mịn này. Các chữ chi tiết là tốt, chỗ này bẩn một chút thôi. Đây này, cái này thì về vệ sinh được. Đây cái đuôi này, đấy, chỗ này vệ sinh được anh chị em nhé. Đó, 200k, quá là hợp lý. Tiếp theo một chiếc Aventador. Chiếc này thì có một cái lỗi khá là ngớ ngẩn ở đây. Đây anh chị em có thấy ở phần gương này không? Đó, cái gương này ấy, để em mở nhỏ nhạc lên chút. Cái gương này thì nó lại bị cảm giác như nó bị thiếu sơn anh em ạ. Ở trên video thì nhìn không biết có rõ không. Đó, đây này, đây này, bên này thì nhìn sẽ rõ hơn. Cảm giác nó sẽ sơn nó bị thiếu ấy, nên là nó sẽ nhìn thấy một cái lớp gọi là bả bên trong thì phải. Không biết là có bả không, nhưng mà đây
nó lại hơi vàng vàng này. Đó, nhìn thấy cái lớp này. Còn lại thì cũng ok. Đánh lái cái hơn cơ hơi cứng một chút. Đánh lái là cái dòng well, dòng Aventador này thì có nỗi cố hữu rồi, rất là nhiều chiếc bị như này. Để thì nó hơi lệch lệch này một chút này. Nhưng mà nói chung là cái dáng của nó thì rất rất là đẹp. Chiếc này còn chưa cắt sale nhá anh em nhá. Cũng là full box loại luôn rồi. Đó, chiếc này thì cũng thanh lý luôn cho anh em 200. Ba chiếc 200 anh em nào mà ưng thì nhanh tay nhá. Nhớ cho em một nút follow nhá, không là cái video mà nó lên mà nó em đăng video lên mà anh chị em không nhận được thông báo thì sẽ rất là tiếc đó. Rồi tiếp theo cuối cùng là chiếc Cullinan màu trắng. Chiếc này thì nỗi ở cái phần khá là khó. Thì chiếc này bên đã gửi đi rồi, gửi đi cho khách. Thế là đây, về tổng quan thì không có một lỗi gì nhá. Đó, hàng rất là ok, hoàn hảo luôn, nhưng mà chỉ có một cái lỗi ở phần này. Đâu rồi? À đây 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 đây, bên này. Này khá là khó nhìn, đây. Đây nhá, cái đuôi đây này rất là khó để ý, nếu mà bình thường thì không để ý được đâu anh em nhá. Và đâu nữa nhỉ? Thấy có một cái vết gì đó ở đây. Nhưng mà cái trong này thì cũng không ảnh hưởng gì nhá. Chiếc này thì anh khách anh ấy nhờ đổi chiếc khác, anh ấy đã hoàn về nên là những cái phần mệt nhựa này thì nó không được mịn màng, nó không được mới cho lắm. Tất nhiên là xước thì là không tránh khỏi, nhưng mà nó xước hơi nhiều, nó nhiều hơn cái mẫu bình thường một chút, là cái đằng sau cũng thế, cũng không quá là gọi là nghiêm trọng đâu anh ạ. Em hơi ấy thôi, em mô tả nó cụ thể, nó chi tiết thôi. Để anh em nhận hàng được thì anh em biết chính xác cái tình trạng của xe. Đó, còn lại thì mọi thứ thì bình thường, ok, hàng mới vẫn full box, full hộp, tỷ lệ 120 của XNG. Mẫu này thì thanh lý cho anh em 250k nhá. Mọi chức năng đều hoàn hảo và ok. Đó, đèn đóm chớn đầy đủ, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh chị em nhá. Anh chị em nếu ưng mẫu nào thì hãy liên hệ số hotline 0972691245. Liên hệ với em Trọng nhá, em Trọng của mô hình xe Casot. Rất là cảm ơn anh chị đã ủng hộ cũng như là theo dõi mô hình xe Casot trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là mô hình xe Casot sẽ tiếp tục về thêm nhiều cái mẫu mới, cũng như là có một vài thanh lý thì mình không mong thanh lý đâu, nhưng mà chắc chắn là kiểu gì cũng sẽ có, thì sẽ có những mẫu thanh lý giá tốt đến cho anh chị em nhé. Còn bây giờ thì em Trọng chào thể anh chị em và hẹn anh chị em ở video sau.